Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Như các bạn đã biết thì thương hiệu laptop HP đã quá nổi tiếng trong phân khúc laptop dành cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng ở tầm giá dưới 15 triệu đồng. Và đây thì mình đang có phiên bản mới nhất của HP 14S với thiết kế nhỏ gọn cùng hiệu năng ổn định. Và giờ thì mình khám phá chiếc laptop này nhé. Là laptop thuộc phân khúc tầm trung, HP đã trang bị cho 14S Windows 11, CPU Intel Core i5-1135G7, là con chip thuộc thế hệ thứ 11 Tiger Lake, sản xuất trên tiến trình 10 nanomet với 4x8 luồng, cho phép xử lý tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày của bạn như lướt web, nghe nhạc, xem phim hay làm việc trên các ứng dụng Office như Word, Excel một cách trơn tru mượt mà. Ngoài ra các bạn sẽ có 8GB RAM, ổ cứng 256GB SSD và tích hợp đồ họa Intel Iris Xe Graphics mang đến khả năng đa nhiệm cũng như xử lý các tác vụ văn phòng giải trí cơ bản hay chỉnh sửa hình ảnh làm video đơn giản trên những phần mềm đồ họa như Photoshop. Và khoác lên mình thiết kế nhỏ gọn, mỏng 1.8cm, khá nhẹ chỉ 1.46kg, chuẩn form một chiếc laptop văn phòng trẻ trung, nhỏ gọn. Các bạn có thể dễ dàng mang đi sử dụng ở bất cứ đâu, phục vụ cho công việc học tập giải trí. HP 14S là sự kết hợp giữa hai chất liệu là nhựa ở phần mặt đáy và kim loại ở phần mặt trên cùng. Bao phủ toàn bộ máy là màu bạc với thiết kế hướng đến đối tượng người dùng tìm kiếm sự đơn giản, không quá cầu kỳ. Các cạnh viền được bo tròn ở 4 góc máy, logo HP được đặt ở chính giữa. Chất lượng hoàn thiện thì được đánh giá là mức ổn với mức giá hợp lý chỉ hơn 14 triệu đồng. Ở đây thì HP 14S được trang bị màn hình với kích thước 14 inch, với độ phân giải HD với công nghệ Bright View, độ sáng là 250 nits, 45% NTSC. Đây là thông số và độ sáng ở mức thông dụng cho những dòng laptop văn phòng, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, sống động. Các bạn có thể vừa thoải mái làm việc, vừa có thể xem phim giải trí trên chiếc màn hình này. Và ở cạnh trên của màn hình thì sẽ được trang bị camera 720p HD, thuận tiện cho các bạn học tập và làm việc trực tuyến. Và ở đây thì HP đầu tư vào thiết kế khá tốt khi đồng bộ màu của phần bàn phím giống với màu của toàn bộ máy. Điều này mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ cho chiếc laptop này. 14S thì được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, layout phím hợp lý. Các phím thiết kế lớn mang lại cảm giác êm ái, thoải mái khi xử lý các tác vụ văn phòng như gõ văn bản. Bên cạnh là phần touchpad có kích thước vừa phải, vẫn là một thiết kế đồng nhất, zoom mượt, tracking tốt, cảm ứng đa điểm. Vì là laptop văn phòng nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được chiếc touchpad này mà không cần thiết phải có chuột rời. Và một điểm mình rất thích ở HP 14S đó là hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ và đa dạng, bao gồm một khe thẻ SD, hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng USB Type-C, thuận tiện cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi hay truy xuất dữ liệu hình ảnh. Hệ thống loa kép phục vụ tốt các nhu cầu giải trí, nghe nhạc, xem phim thường ngày của các bạn. Ngoài ra thì HP 14S được trang bị pin 3 cell 41Wh, giúp máy hoạt động ổn định với thời lượng sử dụng tương đối dài. Từ đó phù hợp khi các bạn mang máy đi họp hay ra cà phê ngồi làm việc thì cũng không quá lo công việc bị gián đoạn vì hết pin. Và tổng kết lại thì HP 14S là một chiếc laptop học tập, văn phòng đa dụng với thiết kế nhỏ gọn, mang tính linh hoạt cao cùng hiệu năng ổn định. Và với mức giá đang rất hợp lý chỉ hơn 14 triệu thì mình nghĩ đây là một lựa chọn đáng mua cho nhiều đối tượng. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.